Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh Cà Phê Len. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật liên quan đến cơn bão số 5, thông tin theo báo Lao Động. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bão số 5 mang cuồng phong dữ dội vào Biển Đông. Sức gió duy trì của cơn bão tăng từ 32 km/h lên 100 km/h trong khoảng thời gian từ 9 giờ từ sáng 14 tháng 8 đến đầu giờ chiều 14 tháng 8. Bão số 5 mang cuồng phong dữ dội vào Biển Đông sẽ gây ra thảm họa nếu không có những chuẩn bị kỹ càng đối phó. Các dự báo bão hiện tại cho thấy, bão số 5 Ernesto sẽ mạnh lên thành bão cuồng phong cấp 1 khi đi qua vùng biển ấm, yếu tố chính làm tăng khả năng mùa bão 2024 dữ dội hơn mức bình thường. Nhiệt độ đại dương trên toàn lưu vực Đại Tây Dương vẫn ở mức gần kỷ lục, nhà khí tượng học Alex da Silva của AccuWeather cho biết. Các nhà dự báo bão của AccuWeather chỉ ra, Ernesto có khả năng mạnh lên thành cuồng phong dữ dội với sức gió duy trì ít nhất 180 km/h khi tiến về phía bắc qua Puerto Rico vào cuối tuần. Dự báo bão mới nhất nhận định, bão số 5 Ernesto có thể trở thành bão cuồng phong khi di chuyển ở ngay phía bắc Puerto Rico trong sáng 14 tháng 8, giờ địa phương. Trước đó, cơn bão số 5 được dự báo đạt cường độ bão cuồng phong trong cuối ngày 14 tháng 8. Theo tin bão mới nhất của CNN, cảnh báo bão cuồng phong đã được ban bố ngày 14 tháng 8 cho quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Anh, Vieques và Culebra, vì các nhà dự báo bão đang lo ngại Ernesto có thể mạnh lên nhanh thành một cơn bão cuồng phong nguy hiểm. Các mô hình dự báo bão cho thấy Ernesto có thể tiệm cận hoặc trở thành bão cuồng phong trong khoảng 24 giờ tới, Trung tâm Bão Quốc ra cảnh báo trưa 14 tháng 8. Trung tâm cho hay, có một số chỉ số cho thấy khả năng rất cao là bão số 5 tăng cấp rất nhanh, tức tăng ít nhất 56 km/h trong vòng 24 giờ. Tâm bão Ernesto di chuyển qua quần đảo Leeward ở Đông Bắc Caribe vào trưa 14 tháng 8 sau khi di chuyển gần hoặc qua Guadeloupe vào sáng 14 tháng 8. Dự báo, gió và mưa do bão Ernesto gây ra sẽ lan rộng ra nhiều nơi trong khu vực trong ngày 14 tháng 8. Dự kiến, bão Ernesto sẽ dần chuyển hướng về phía Bắc trong ngày 14 tháng 8 và đi ra khỏi vùng biển Caribe vào Đại Tây Dương. Khi vượt qua vùng biển rộng, bão Ernesto sẽ tăng cấp hơn nữa. Cường độ của bão Ernesto sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ nước biển. Có khả năng Ernesto sẽ trở thành bão cuồng phong lớn, từ cấp 3 trở lên vào cuối tuần này, theo tin bão mới nhất của CNN. Tuy nhiên, đường đi của bão Ernesto có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả thời điểm cơn bão di chuyển về phía Bắc. Thời điểm di chuyển muộn hơn có nghĩa là cơn bão sẽ tác động đến các khu vực xa hơn về phía Tây như Hispaniola hoặc phía Nam Bahamas. Dự báo, Ernesto có khả năng trở thành cơn bão cuồng phong mạnh vào cuối tuần khi tiến gần đến Bermuda. Tuy nhiên, các nhà dự báo lưu ý còn quá sớm để biết chính xác cơn bão số 5 Ernesto sẽ tiến gần Bermuda đến mức nào và sẽ gây mưa và gió ở cấp độ nào. Nhưng cơn bão sẽ có tác động rộng khắp trong nửa cuối tuần này dù di chuyển theo hướng nào ở Đại Tây Dương. Dự kiến, bão số 5 trong mùa bão Đại Tây Dương sẽ khuấy động vùng biển cách xa hàng trăm km. Bão số 5 đột ngột xuất hiện, cảnh báo nguy hiểm diện rộng cho khu vực biển Caribe. Theo các thông tin mới nhất về bão, cảnh báo đã được đưa ra khi áp thấp nhiệt đới tiềm tàng số 5 đe dọa các đảo Caribe. Mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 đang tiến gần đến giai đoạn bùng nổ, với những dấu hiệu cho thấy hoạt động bão đang gia tăng. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC đã phát đi khuyến cáo về sự hình thành của bão nhiệt đới tiềm tàng số 5 hiện đang dần hình thành ở phía đông quần đảo Leeward, một khu vực nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng khí hậu cực đoan, ghi nhận tờ báo Người Lao Động. Theo dự báo lúc 14 giờ ngày 10 tháng 8 theo giờ địa phương của NHC, hệ thống áp thấp này đã trở nên mạnh mẽ hơn kể từ ngày 7 tháng 8 và hiện đang nằm ở giữa Đại Tây Dương nhiệt đới giữa quần đảo Cape Verde và quần đảo Les Antilles. NHC đánh giá rằng có 40% khả năng hệ thống này sẽ phát triển thành bão trong vòng 2 ngày tới và khả năng này tăng lên 80% trong vòng 7 ngày tới. Tuy nhiên, đến ngày 11 tháng 8, NHC đã thông báo rằng bão số 5 đã chính thức hình thành sớm hơn dự kiến. Sự phát triển mạnh mẽ của bão nhiệt đới đã được ghi nhận trong vài tuần qua với sự xuất hiện của bão Debby, cơn bão đầu tiên đã đổ bộ vào Florida và sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến Nam Carolina dưới dạng bão nhiệt đới. Tiếp theo đó là áp thấp Invest 98L đã bắt đầu hình thành khi di chuyển qua vùng nước ấm của Đại Tây Dương nhiệt đới và cuối cùng đã phát triển thành bão số 5. Từ năm 2017, NHC đã áp dụng quy định mới cho phép ban hành các khuyến cáo đối với bão nhiệt đới tiềm tàng, ngay cả khi hệ thống chưa phát triển thành áp thấp nhiệt đới
hoặc bão nhiệt đới, nhưng có khả năng gây ra mối đe dọa với gió mạnh hơn 62 km/h và đổ bộ vào đất liền trong vòng 48 giờ. Quy định này giúp các khu vực có nguy cơ cao nhận được cảnh báo và theo dõi bão nhiệt đới hoặc bão cuồng phong kịp thời. NHC dự đoán rằng hệ thống này có khả năng trở thành bão nhiệt đới Ernesto trước khi tiếp cận quần đảo Leeward. Hiện tại, bão nhiệt đới tiềm tàng số 5 đang nằm trên trung đại Tây Dương nhiệt đới. Do mối đe dọa mà bão nhiệt đới tiềm tàng số 5 gây ra cho quần đảo Leeward cũng như các vùng lãnh thổ Puerto Rico và quần đảo Virgin của Mỹ, các cảnh báo bão nhiệt đới đã được phát đi cho nhiều khu vực bao gồm Guadeloupe, San Martin, San Kitts, Nevis, Montserrat, Antigua, Barbuda và Anguilla. Cảnh báo bão nhiệt đới có nghĩa là có thể xảy ra tình trạng bão nhiệt đới trong vòng 2 ngày tới. Theo NHC, có khả năng sẽ có thêm cảnh báo hoặc theo dõi đối với Puerto Rico trong thời gian tới. Dự báo cho thấy bão nhiệt đới tiềm năng số 5 sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây khi đi qua trung đại Tây Dương nhiệt đới trước khi bắt đầu chuyển hướng về phía Tây Bắc gần quần đảo Caribe. Các mô hình dự đoán hiện tại cho thấy cơn bão có thể sẽ di chuyển về phía Bắc sau khi đến gần Puerto Rico. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA mới cập nhật dự báo bão cho mùa bão năm 2024 với dự đoán rằng mùa bão năm nay sẽ cực kỳ khắc nghiệt. Dự báo cho thấy sẽ có từ 17 đến 24 cơn bão được đặt tên, trong đó từ 8 đến 13 cơn bão sẽ trở thành bão cuồng phong và từ 4 đến 7 cơn bão sẽ trở thành bão lớn. Mùa bão Đại Tây Dương chính thức diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11 hàng năm. Và với những dự báo hiện tại, mùa bão năm nay hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thách thức lớn cho các khu vực ven biển và đảo. La Nina cận kề, mưa bão dồn dập từ tháng 9. Thời điểm La Nina tác động đến thời tiết Việt Nam đang cận kề. Dự báo hiện tượng mưa bão, lũ có khả năng xuất hiện dồn dập từ tháng 9 đến tháng 11 với nhiều diễn biến phức tạp, ghi nhận từ VTV Online. Theo các chuyên gia, trạng thái La Nina từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay với xác suất 60-70%, khí quyển đại dương chuyển trạng thái nhanh từ nóng sang lạnh, gây ra hệ quả thời tiết xấu ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Như vậy, thời điểm La Nina tác động đến thời tiết Việt Nam đang cận kề, dự báo hiện tượng mưa bão, lũ có khả năng xuất hiện dồn dập từ tháng 9 đến tháng 11 với nhiều diễn biến phức tạp. Từ nay đến hết tháng 9 là mùa mưa lũ chính ở Bắc Bộ nên vẫn xuất hiện các đợt mưa lớn. Khu vực vùng núi phải cảnh giác ở mức cao với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Dự báo xa hơn, trong khoảng thời gian nửa cuối năm 2024, với kịch bản La Nina xuất hiện, phát triển và tác động đến nước ta đúng thời kỳ mùa mưa bão ở Trung Bộ, nên khả năng bão, mưa, lũ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, các nguy cơ mưa nhiều hơn bình thường ở khu vực ven biển Trung Bộ làm tăng nguy cơ lũ lụt và ngập lụt đô thị. Với lượng mưa gia tăng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng tăng, đặc biệt ở các vùng núi cao, nơi có tính chất đất không ổn định. La Nina có thể làm gia tăng tần suất và cường độ của bão và áp thấp nhiệt đới, đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm. Từ nay đến hết năm 2024, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 8-10 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trong lịch sử, những năm chuyển pha La Nina, thiên tai thường xảy ra khốc liệt, do đó ngay từ nay cần phải sớm có phương án ứng phó phù hợp với phương châm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Đối với các tỉnh vùng núi phía Bắc, chúng ta phải chủ động ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét. Chúng ta cần phải có những biện pháp, đặc biệt cần nâng cao công tác tuyên truyền, kỹ năng hướng dẫn cho người dân cũng như các cấp chính quyền cơ sở. Chủ động rà soát những khu vực dân ở có nguy cơ rủi ro cao cần tổ chức di dời, khơi thông luồng lạch bị ách tắc. Khi có tình huống thiên tai xảy ra, các chính quyền địa phương cần túc trực, tăng cường lực lượng hướng dẫn, theo dõi, giám sát. Đối với các tỉnh miền Trung và các tỉnh khác nói chung, chúng ta cần chủ động rà soát ngay phương án ứng phó với bão, lũ lớn, đặc biệt cần có sự vào cuộc tham gia của tất cả người dân và chính quyền cơ sở, đóng vai trò then chốt trong vấn đề đảm bảo an toàn, hiệu quả trong phòng chống thiên tai hiện nay. Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết.